Trở lại với không gian ấm cúng của chúng tôi ở Cà Phê Sáng. Quý vị biết là ngày Chủ nhật bao giờ cũng sẽ là không gian của bếp nhà, đúng không ạ? Dạ vâng. Và bây giờ tôi đang nhìn thấy ở trên quầy bếp của chúng tôi đây những cái nguyên liệu mà rất là hấp dẫn. Tôi thử điểm danh cùng với Ngân nhé. Dạ. Hành khô, ớt, tỏi. Vâng, lạc nè, có thịt bò và hoa chuối. Rồi cà rốt, xả kia, đúng không? Dạ, rau vâng. Thơm. Thế này thì đúng là một nồi lẩu riêu cua bắp bò là còn gì nữa. Vâng ạ, nói theo anh Lan thì cũng đúng, thiếu mỗi riêu thôi ạ. Thiếu mỗi riêu thôi, chắc phải nhờ Đặng Hằng, đầu bếp Đặng Hằng giải đáp. Nhìn cái phần nguyên liệu này thì đoán rằng anh Lê Anh với Ngân chắc chắn cũng sẽ nghĩ là lẩu riêu đúng không ạ? Nhưng mà tôi bây nghĩ giờ vài triệu khán giả cũng nghĩ thế. Chắc là khán giả Cà Phê Sáng cũng đều nghĩ như thế. Nhưng thực tế ra là chúng ta sắp giao mùa rồi và mùa hè rồi thì chúng ta sẽ chọn một món gì đấy nó mát mẻ hơn đi. Và đặc biệt là cái món mà ở đây chúng ta sẽ là món nộm nhá. Ở trong Nam thì gọi là gỏi. Gỏi đó. Thế ở ngoài Bắc thì mình gọi là nộm, mà hôm nay chúng ta có dẫn chương trình cả Bắc và Nam nên chúng ta sẽ gọi cái món này chung chung là món gỏi nhá. Thì ở đây nguyên liệu thì em đã chuẩn bị rất là sẵn rồi. Chuẩn bị một nồi nước sôi rồi, và giống như anh Lê Anh vừa có điểm qua cái phần nguyên liệu của mình thì mình sẽ có bò này. Tuy là chúng ta là vào mùa hè nắng nóng thì cần phải ăn nhiều rau xanh cho nó mát một chút, nhưng mà cũng không thể thiếu một chút gọi là đạm. Đúng không ạ? Thì bây giờ để làm nhưng mà bò này có cần phải tiêu chuẩn gì không? Bò bắp hay là bò? Thực ra thì đây, như em đã chuẩn bị cho mọi người nhìn thấy nguyên một cái bắp bò như này. Thì nếu mà mình chọn được cái phần bắp thì nó sẽ ngon hơn, nó giòn hơn nhá. Thì ở đây mình đã chuẩn bị một cái bắp bò và mình đã xử lý là thái sẵn cái phần bắp này ra rồi. Thì em sẽ cho một chút muối nhá vào cái phần nồi nước sôi này để mình trần qua cái phần mà bò á. Và đặc biệt rằng là để nhiều khi tôi mà nghe từ một chút muối là tôi cho hơn 2 thìa đấy. một chút muối. Và mình sẽ cho một vài cái cọng xả. Xả này. Sau đó mình cho một xíu gừng. Ở đây là để cho cái vị bò của mình nó thơm ấy. Nó sẽ thơm hơn. Rồi sau đó là bò thì mọi người sẽ thắc mắc là cho bao nhiêu bò, bao nhiêu lạc, đúng không? Nhưng mà thực tế ở đây là tùy tâm đấy. tùy sức ăn của mình nữa anh ạ. Còn lại là ai mà theo phe gọi là đó. Đây là chị Hằng thích đang thịt bò thì sẽ ăn nhiều. Đúng rồi. Chị Hằng chỉ đang canh ở trên lượng ăn của anh em mình thôi mà chỉ cho hết nửa đĩa rồi. Em nghĩ là có mấy em mình thôi hả? Canh quay phim này rồi các bạn trợ lý này rồi ekip. Vâng, vâng. Hơn chục người nữa cơ. Cái phần thịt bò này thì mọi người chọn cái phần bắp bò rồi này, mình trần qua ở đây. Và trong cái quá trình mình trần thì nó rất là nhanh thôi. Thịt bò mọi người biết rồi, trần nó sôi lên là được. Thì em ở đây thì em sẽ chuẩn bị thêm một cái phần gọi là nước để trộn gỏi nhá. Cái phần nước trộn gỏi này rất là quan trọng đấy. Ở đây thì em sẽ sử dụng là nước mắm này đấy. Thì em sẽ sử dụng 2 thìa nước mắm. Tôi không biết chị em thì cảm thấy thế nào, nhưng mà tôi nghĩ là nhiều anh em giống tôi là rất sợ ăn những món gỏi hay món nộm mà nó bị chua gắt ấy. Nhưng rất mà sợ cái sự chua đấy. Đấy em, tại vì là thường là các anh con trai là không thích những cái gì chua chua mà thích sự ngọt ngào đấy. Thế nên là ở đây ấy, em đặc biệt là em chỉ sử dụng một chút chanh thôi. Vâng. Và chứ không có giấm à? Có giấm chứ. Có giấm. Bởi vì cái mùi giấm là mùi rất đặc trưng cho cái món gỏi. Nhưng mà để em sẽ sử dụng một ít chanh này thì để cho cái mùi chanh với mùi giấm nó hòa quyện với nhau, nó sẽ thơm hơn. Và đặc biệt rằng em sẽ sử dụng là 4 thìa nước lọc. Để cái gia vị gỏi của mình nó không bị quá mặn. Đặc biệt là vì là anh Lê Anh rất là sợ cái vị chua đúng không ạ? Và rất là nhiều người sợ, thế nên là em sẽ sử dụng thêm đường. Cái lượng đường ở đây thì em sẽ sử dụng là 4 thìa đường. Nhiều đường này thì chắc là chị em ở phương Nam thích lắm. Ôi, chắc chắn là cái món này chị em ở phương Bắc cũng sẽ thích. Vì là được cả không có béo đâu, nên là mọi người không cần phải lo. Ở đây thì mình sẽ sử dụng tỏi băm nhá. Tỏi băm này. Còn ớt thì đây cũng lại là tùy tâm. Nếu mà bạn nào mà thích ớt thì nhiều thì mình sẽ cho phần ớt. Đó, và bây giờ thì em sẽ vớt cái thịt bò ra ha. Em thấy như vậy thì mình trần qua cũng khá lâu đấy. Không, nó tại vì là mình phải chờ cái phần nước ấy. Nước nó không quá sôi. Đúng rồi, không quá sôi. Bởi vì nếu mà trần lâu quá là chúng ta sẽ bị cái thịt bò nó hơi khô nha. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta đã có thịt bò này. Nguyên liệu chính xong rồi này. Nguyên liệu chính xong rồi. Em cứ có cảm giác là các đầu bếp đến đây á, người ta để bao lâu cái thịt bò nó vẫn ngon. Còn ở nhà em bỏ vụn lấy ra ngay nó vẫn bị dai như thường. Vậy thì mình phải thường xuyên quay những cái ngày Chủ nhật có phần bếp nhà á. Rồi, cái phần hoa chuối là mình không thể thiếu được đúng không ạ? Đó, em sẽ cho phần hoa chuối này. Quý vị để ý nha, bây giờ có thịt bò rồi này, có một chút cà rốt và hoa chuối rồi.
cái nước gọi là trộn gỏi này. Đúng rồi. Thì tôi đang không thấy nó khác lắm cái nước trộn, cái nước gọi là nước chấm nem á. Thế không, có khác nhiều không? Thực ra thì nước chấm nem bình thường nó sẽ đậm hơn ấy anh Lê Anh. Vâng. Còn nước chấm này thì em, mọi người có nhìn thấy rằng em cho cái lượng đường là khá là nhiều. Vâng. Lượng đường nó sẽ phải cân bằng với cả cái nước mắm để cho cái phần gỏi của mình là chua chua ngọt ngọt hơn. Đúng rồi, còn nếu mà nước chấm nem thì mọi người sẽ hay kiểu như là để cho nó đậm, để cái miếng nem nó đậm đà ấy. Đấy, bây giờ cái phần này, găng tay này thì em bỏ đi, cái găng tay này vẫn sạch nha. Rồi, em sẽ... mình sẽ trộn đều tay. Đúng rồi, trộn đều tay đây. Và nhớ nếu mà mọi người làm món này để tiếp khách ấy, thì khi nào khách đến thì chúng ta hãy trộn, đúng rồi ạ. Thì cái gỏi của chúng ta nó sẽ giòn. Đấy. Thường thì sau khi trộn xong thì mình ăn trong bao lâu thì nó sẽ ngon nhất? Thường thì ví dụ như lên món thì mọi người cố gắng là ăn trong vòng khoảng 2-3 tiếng. Nhiều khi cái sáng sớm mà chị em trộn xong đến trưa mới được ăn, thế là thôi, cái miếng gỏi nó không còn ngon nữa. Đúng rồi. Không, tại vì là mọi người thấy rằng là ở đây ấy, cái hoa chuối ấy, mà mình trộn mình không có bóp mạnh nhá. Lưu ý ở đây ví dụ như mình bóp. À? Vâng. Em thấy là phải vắt cho kiệt nước đi. Không không, mình bóp mạnh thì anh em chúng tôi mà trộn thì chắc là cái miếng hoa chuối này là nó không có tí nước nào luôn. Không, mình sẽ không có bóp mạnh ấy anh Lê Anh. Và ở đây mình sẽ cho một ít lạc này. Đó. Cho mấy cái rau thơm nữa này. Bây giờ em lại thấy là hôm nay bếp làm cái món này là vô cùng hợp lý. Tại vì gần đây rất là sốt cái món gọi là gỏi gà măng cụt. Tức là người ta nói năm nay là năm thái tuế của con gà. Cái gì cho măng cụt vào? Măng cụt. Trời ơi, mà em thấy nếu mà em đã thường thử ở nhà đó, cái món, cái phần gia vị này ấy, mọi người có thể trộn với cái đó. Còn cái hành khô này này, có anh bổ sung. Vâng. Đấy, nó mới đủ đầy được. Nó sẽ là cuối cùng đấy ạ. Đấy, ăn cái không thể thiếu hành khô trong cái món này nha. Đặc biệt là hôm nay em còn chuẩn bị thêm bánh phồng tôm. Trước khi mà nghiệm thu nhá, anh Lê muốn hỏi Đặng Hằng một chút. Vâng ạ. Bổ sung cho cái kỹ năng vào bếp vẫn còn rất nhiều phải học hỏi của anh em chúng tôi. Đó là kỹ năng thái thịt bò. Ôi, là sao cho khỏi sai thớ. Thứ nhất là cái miếng thịt bò này, bản thân cái thớ của nó đã dọc như thế này rồi. Đấy, thì mình mua cái bắp bò đúng không ạ? Là mình sẽ chuẩn bị cái này, nó khá là nó dọc như này. Vâng. Và đặc biệt nếu mà thịt bò của mình mà nó mềm ấy thì cái dao mình mà không sắc thì thái nó sẽ bị dày. Vâng. Vì thế nên là em thường là ví dụ mua về như này em sẽ cấp đông vào. Rồi. Đấy, em cấp đông cái miếng thịt bò cứng, nó cứng rồi, xong đó mình để dọc. Chứ anh Lê Anh mà thái như thế này là khách là chúng ta sẽ còn nguyên đĩa này và đi về đấy. Tức là họ ăn và họ cứ rằng co ở trong miệng luôn. Và mâm cỗ nhà anh là chắc chắn nó sẽ còn nguyên và khách về là chứ người ta đói bụng ấy. Ngày xưa bà mẹ chồng ấy có thử con dâu bằng cách là cho con thái một miếng thịt bò mà bóc như thế này để xem là sai gọi là thái sai thớ. Là coi như là thôi khỏi làm con dâu lý tưởng đấy. Đó là lý do tại sao tới giờ em vẫn chưa có chồng ra. Em phải học hỏi, cứ học hỏi dần dần đâu sẽ có đó. Đấy, thế cứ tham gia chương trình bếp nhà như thế này thì chắc chắn là mình sẽ có thể là có con dao sắc ở đây mình tuyên ngân thử cái được. Bây giờ để em về em thử thái. Lần sau cái đôi xong rồi đấy à? Vâng, xong tức rồi. Là bây giờ ăn được rồi đấy. Ui, rất nhanh gọn luôn chị nhờ. Không cần phải để chờ ngấm ngấm gì hả? Không cần luôn, bởi vì mùa hè đến rồi là chúng ta cái món này là đây, phải để cho khán giả nhìn ra kỹ tí. Tôi sẽ cầm lên đấy để cho khán giả thấy hình cận. Đẹp như này có nỡ ăn. Dạ, không những là đẹp mà đứng gần thì đúng là cái mùi của cái nước sốt này nó vừa thơm nhẹ nhẹ, nó vừa thanh thanh thôi, làm cảm thấy là rất là kích thích vị giác của mình. Bạn mời em. Dạ, em mời anh Lê Anh ạ. Để anh sẽ ghép hộ cho em nhé, cho nó tình cảm. em có ăn được không? Dạ. Chút thôi nhé. Ừ. Anh sẽ nói hộ cho phần sau. Em cứ thưởng thức đi và cho biết cảm nhận về cái món gọi là nộm hoặc là gỏi. Đúng rồi. Bây giờ gọi chung chung sẽ là gỏi bò hoa chuối, đu đủ. Rau thơm, chanh, xả, gỏi thập cẩm. Đúng rồi, vì nó tất cả các gia vị đều rất quan trọng mà không thiếu được đúng không? Dạ, anh cũng nên thử một miếng. Mà. Tại vì lúc nãy khi mà em cầm cho Lan thử một chút nha. Lúc nãy khi mà nhìn thấy chị Đặng Hằng để cái bò trong nước, em vẫn nghĩ là nó sẽ hơi khô và nó sẽ hơi dai. Thế nhưng mà lúc ăn thì mới thấy là nó cực kỳ mềm và cực kỳ vừa đủ. Tức là đúng cái độ chín tới và nó vừa mềm, nó vừa cũng không bị khô nữa. Rất là đáng nể thật sự. Đúng là đẳng cấp của đầu bếp. Ngon đấy. Dạ vâng. Mà lại làm rất là nhanh nữa. Em nghĩ đây là một món mà em có thể làm được ở nhà. Em tự tin như vậy. Chắc chắn là cái ngày mà chúng ta ra mắt nhà chồng thì chúng ta sẽ thể hiện món này. Vâng, em sẽ phải nốt vừa lại nó ngay lập tức. Vừa nhanh vừa dễ. Nhưng mà đúng là phải thử trước. Không cẩn thận nhớ nó dai thì nguy hiểm. Dạ, có thật là như vậy. Một lần nữa thì em sẽ được cảm ơn chị Đặng Hằng vì đã đến đây để cho em một cái công thức, một cái bí quyết. Dù là em cũng có khá nhiều bí quyết và chị chưa có người yêu để mà thể hiện thôi. Nhưng mà trong tương lai chắc chắn những món này là em sẽ làm được.